Mỹ. Amazon tố chính phủ Mỹ thiên vị Microsoft. Amazon cáo buộc hợp đồng 10 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ Mỹ vừa trao cho Microsoft là sự thiên vị không thể tranh cãi. Amazon từng là đối thủ cạnh tranh trong cuộc chạy đua giành hợp đồng này. Hợp đồng phát triển hệ thống hạ tầng quốc phòng doanh nghiệp liên kết (JEDI) trong 10 năm sẽ khởi tạo hệ thống chia sẻ thông tin chung do trí tuệ nhân tạo làm chủ cho tất cả phòng ban quân đội Mỹ. Tuần trước, Amazon cũng nộp đơn lên tòa án Mỹ yêu cầu kiểm tra lại quy trình đấu thầu dự án JEDI mà hãng từng tham gia. Ngay từ đầu Amazon đã gặp khó khăn và giới chuyên môn cho rằng hãng khó giành được hợp đồng. Chính quyền Tổng thống Trump được cho không ưa gì nhà sáng lập Jeff Bezos, người sở hữu tờ báo The Washington Post từng có nhiều bài viết chống chính quyền. Trong cuộc họp báo hồi tháng 7 năm 2019, ông Trump cho biết đã yêu cầu trợ lý điều tra hợp đồng JEDI vì nhận được nhiều đơn từ phản ánh từ đối thủ cạnh tranh với Amazon. Amazon từng được coi là ứng viên số 1 cung cấp công nghệ cho JEDI. Nền tảng Amazon Web Service có nhiều ưu thế vượt trội, được sử dụng cho nhiều dự án quan trọng của chính phủ, trong đó có CIA. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đã yêu cầu trợ lý gạt Amazon khỏi hợp đồng JEDI. Tuyên bố trao hợp đồng cho Microsoft được Lầu Năm Góc đưa ra từ cuối tháng 10.